Chiến sự Nga-Ukraine ngày 6 tháng 3, Nga dội bom 500 kg xuống thành phố của Ukraine, cáo buộc Ukraine không cho dân sơ tán. Borodianska, một thị trấn ở phía tây bắc Kiev gần như bị phá hủy hoàn toàn, phía Ukraine cho biết. Trước đó các lệnh ngừng bắn ở hai thành phố Mariupol và Volnovakha đã thất bại hoàn toàn. Hai bên đổ lỗi cho nhau vì không một người dân nào được sơ tán. Không có nước và điện ở đó, không có Borodianka, nó gần như bị phá hủy hoàn toàn. Khu trung tâm thành phố thật tồi tệ, Borodianka đang nằm dưới ảnh hưởng của quân đội Nga, họ kiểm soát khu dân cư ở đây. Oleksiy Kuleba, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước vùng Kiev cho biết. Ông Kuleba tuyên bố trên tài khoản Telegram hôm 5 tháng 3 rằng quân đội Nga dường như tiếp quản một bệnh viện tâm thần ở đó với hàng trăm bệnh nhân, nhưng họ đã rời đi. Ông nói rằng bệnh nhân đang hết thuốc và nước. Borodianka đã chứng kiến các cuộc pháo kích dai dẳng trong vài ngày qua, cũng như các thị trấn nhỏ xung quanh nó. Sau vụ pháo kích tên lửa vào một khu chung cư lớn ở Borodianka hôm 2 tháng 3, cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine hôm qua nói với CNN rằng mọi người có thể vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Thành phố miền Bắc Chernihiv đã hứng chịu những quả bom lớn của Nga. Người đứng đầu vùng Chernihiv, ông Vyacheslav Chos, đã đăng những bức ảnh mà ông nói là quả bom FAB-500 nặng tới 500 kg được thả xuống khu dân cư. Thông thường thì vũ khí này được sử dụng chống lại các cơ sở quân sự công nghiệp. Những người Chernihiv chúng được thả xuống khu dân cư, ông này cáo buộc. Phát biểu với người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc Nga đã sử dụng những quả bom nặng 500 kg thả xuống nhà cửa của người Ukraine. Hãy nhìn Borodianka, nhìn những ngôi trường bị phá hủy, những nhà trẻ bị nổ tung, nhà thờ Kharkov. Phương Tây ủng hộ rộng rãi cuộc chiến của Ukraine, gửi viện trợ vũ khí và trừng phạt Nga một cách khắc nghiệt, nhưng để người dân Ukraine tự chiến đấu. Ở hai thành phố Mariupol và Volnovakha, nơi hai bên đã đồng ý ngừng bắn tạm thời cho người dân sơ tán, chiến sự lại tiếp tục diễn ra. Ukraine cáo buộc Nga đã pháo kích và không kích trước khi việc sơ tán được tiến hành. Phát biểu trên truyền hình Ukraine, thị trưởng Mariupol Vadim Boychenko nói rằng hàng nghìn người dân đã tập trung chuẩn bị ra khỏi thành phố theo hành lang an toàn, thì pháo kích bắt đầu nã vào và việc sơ tán bị dừng lại. Tối qua ông này cho biết thêm rằng cuộc tấn công đã leo thang. Thành phố đang trong tình trạng bị bao vây cực kỳ khó khăn. Những cuộc pháo kích không thương tiếc vào khu dân cư đang diễn ra. Máy bay thả bom xuống các khu dân cư. Quân Nga chiếm đóng sử dụng pháo hạng nặng và pháo phản lực đa nòng Grad. Còn Nga cáo buộc phía Ukraine đã phá hoại việc sơ tán bằng cách cho các lực lượng dân tộc cực đoan ngăn cản người dân rời đi. Kết quả là không một ai được sơ tán. Nga cho rằng người dân ở đây bị lợi dụng làm lá chắn sống. Nga đã giành được thắng lợi đáng kể ở phía Nam khi tìm cách cắt đứt đường ra biển của Ukraine. Giành được Mariupol sẽ cho phép Nga thiết lập hành lang trên bộ tuyến Crimea. Thành phố cảng phía Nam Kherson đã bị Nga chiếm giữ. Nhiều thành phố khác như Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv và Sumy bị bao vây. Nhưng các lực lượng Ukraine đã cố gắng tiếp tục kiểm soát các thành phố quan trọng ở miền Trung và Đông Nam đất nước. Quân Nga đã tiến vào nhà máy hạt nhân thứ 3 và giành được quyền kiểm soát một trong số 4 nhà máy hạt nhân đang hoạt động của Ukraine là Anohoda, cũng như nhà máy hạt nhân đã đóng cửa ở Chernobyl. Đoàn xe quân sự Nga tiến về thủ đô Kiev vẫn bị mắc kẹt ở các vùng lân cận. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói rằng tình hình chiến sự có vẻ trật tự hơn và các lực lượng Nga không tiến hành các hoạt động tích cực từ sáng ngày 5 tháng 3. Quân đội Ukraine thua quân đội Nga về số lượng và vũ khí, nhưng các lực lượng chuyên nghiệp và tình nguyện của Nga đã phải đối mặt với sự kháng cự bền bỉ, dai dẳng mạnh mẽ của Ukraine. Thậm chí ở các thành phố đã sụp đổ vẫn còn dấu hiệu kháng cự. Tổng thống Putin đã đề nghị phương Tây áp lệnh cấm bay trên bầu trời Ukraine, nhưng NATO khẳng định không làm vậy. Các quan chức phương Tây nói rằng lý do chính là họ không muốn mở rộng cuộc chiến ra ngoài Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói rằng vùng cấm bay sẽ bị xem là hành động thù địch. Quốc hội Mỹ đang cân nhắc yêu cầu 10 tỷ đô la Mỹ tài trợ khẩn cấp cho các nhu cầu an ninh và nhân đạo. Liên Hợp Quốc cho biết sẽ gia tăng các hoạt động nhân tạo cả bên trong và bên ngoài Ukraine. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định họp vào ngày 7 tháng 3 về tình hình Ukraine đang ngày càng tệ hại. Liên Hợp Quốc cho biết hàng triệu người ở trong Ukraine, vựa lúa mì của toàn cầu giờ lại cần viện trợ thực phẩm ngay lập tức. Những kịch bản tương lai cho xung đột Nga-Ukraine. Nga có thể thay đổi tính toán ở Ukraine hay xung đột có khả năng lan rộng là hai trong những kịch bản tương lai cho chiến dịch quân sự của Moscow. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài sang ngày thứ 10 và chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong tương lai gần. Dựa trên nhận định của giới chuyên gia và các nguồn tin từ các chính phủ phương Tây, AFP liệt kê một số kịch bản của cuộc xung đột có thể xảy ra trong những tuần và tháng tới. Nga ngừng chiến dịch quân sự. Sau 9 ngày giao tranh ở loạt các thành phố lớn, các lực lượng Ukraine đến nay vẫn đủ khả năng chống đỡ cho những đợt tiến công từ phía quân đội Nga,
đánh bại nỗ lực của lính dù nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Kiev trong những ngày mở màn chiến dịch và bảo vệ thành công những mục tiêu chiến lược như Kharkov hay Mariupol. Quân đội Nga tới nay mới kiểm soát được thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và dường như đã phải từ bỏ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh để chuyển sang cách đánh vây hãm kết hợp với pháo kích mục tiêu trong các đô thị lớn. Các quan chức phương Tây cho biết, dù Nga tuyên bố họ đã giành được ưu thế trên không ở Ukraine, các hệ thống phòng không xung quanh thủ đô Kiev và các khu vực khác, dù chịu tổn thất đáng kể, vẫn có khả năng tham chiến và đe dọa máy bay Nga. Chúng gây ra cho họ khá nhiều khó khăn, một nguồn tin giấu tên ở châu Âu hôm 4 tháng 3 nói với các phóng viên. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSSI, cũng đánh giá rằng trong giai đoạn đầu của chiến dịch, quân đội Nga dường như gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực vô hiệu hóa hệ thống phòng không Ukraine, khiến các tiêm kích, cường kích của họ không thể tự do hành động trên bầu trời. Trên mặt đất, một lượng lớn tình nguyện viên Ukraine đã đăng ký tham gia các đơn vị phòng vệ để tăng cường lực lượng cho quân chính quy. Trong khi đó, nhiều chuyên gia phương Tây tỏ ra hoài nghi về năng lực hậu cần của quân đội Nga khi tiến hành chiến dịch quy mô ở một đất nước rộng lớn như Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Skirby cho biết trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 3 rằng sức phản kháng của quân đội Ukraine cũng như loạt thách thức trong khâu hậu cần và tiếp nhiên liệu đã khiến cho đoàn xe quân sự dài 64 km của Nga ùn lại ở ngoại ô Kiev nhiều ngày qua, gần như không thể tiến thêm. Ngoài những khó khăn trên chiến trường, các biện pháp trừng phạt tăng cường của phương Tây cũng đang bóp nghẹt nền kinh tế Nga và chúng rất có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin phải thay đổi tính toán chiến lược mà ông theo đuổi và chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Samir Charab, chuyên gia tại Tổ chức Tư vấn và Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu Friends Corporation, nhận định sức ép lớn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể buộc ông Putin phải từ bỏ mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự. Đó là loại bỏ chính phủ hiện nay ở Kiev để thiết lập một chính quyền thân Nga tại Ukraine. Áp lực từ Trung Quốc, đồng minh quan trọng của Nga hay dư luận trong nước cũng có thể là những yếu tố quan trọng thúc đẩy Điện Kremlin phải thay đổi tính toán của mình. Chiến dịch quân sự của Nga thành công. Đây là kịch bản thứ hai. Nhận định quân đội Nga đang gặp nhiều khó khăn trên thực địa, nhưng Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng lực lượng Nga sẽ dần rút kinh nghiệm từ thực tế và cố gắng khắc phục nhanh chóng các điểm nghẽn về hậu cần, tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục thực hiện các chiến dịch bao vây Kiev. Các nhà phân tích quốc phòng phương Tây cũng dự đoán rằng với vũ khí, sức mạnh không quân và pháo binh vượt trội, các lực lượng của Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy đà tấn công tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine phải chiến đấu suốt ngày đêm, không có thêm tiếp viện và có nguy cơ dân bị bào mòn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng điều tồi tệ nhất sắp đến sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin sáng ngày 3 tháng 3. Nga muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine, một trợ lý của ông Macron nói với các phóng viên sau đó. Nhưng ngay cả khi quân đội Nga đã tiến được vào Kiev, vô hiệu hóa chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky và dập tắt phản kháng ở những nơi khác, họ sau đó sẽ phải đối mặt với thách thức quản lý của một quốc gia với 40 triệu dân. Tiến vào một thành phố rất khác với việc kiểm soát nó lâu dài, Lawrence Fishman, giáo sư tại Đại học Hoàng gia London, tuần qua viết. Hiện chưa rõ Nga sẽ làm gì trong kịch bản chiến dịch quân sự tại Ukraine đạt được các mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã nêu rõ các lực lượng Nga không có kế hoạch chiếm đóng lâu dài Ukraine mà chỉ phi quân sự hóa, phi phát xít hóa chính quyền Kiev. Kịch bản tiếp theo là nguy cơ xung đột lan rộng. Ukraine có chung đường biên giới với 4 nước từng thuộc Liên Xô nhưng hiện là thành viên NATO. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vốn coi hành động tấn công vào một thành viên của khối là tấn công chống lại tất cả. Cam kết của Tổng thống Putin là bảo vệ các nhóm người Nga thiểu số, rất nhiều trong số đó đang sinh sống và làm việc ở các nước vùng Baltic, đã để lại một câu hỏi bỏ ngỏ rằng liệu chiến sự ở Ukraine có lặp lại ở những nơi khác hay không. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 26 tháng 2 đã bày tỏ lo ngại rằng sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga có thể nhắm mục tiêu tiếp theo là các nước vùng Baltic, Phần Lan, Ba Lan hoặc những quốc gia khác ở sườn phía đông. Trước khi mở chiến dịch quân sự, Tổng thống Putin đã cáo buộc Kiev phạm tội ác diệt chủng ở vùng Donbass, ở phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, nơi đã chứng kiến giao tranh giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và quân đội chính phủ suốt từ năm 2014 đến nay. Ông tuyên bố mục tiêu của chiến dịch còn nhằm bắt những kẻ phạm nhiều tội ác phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu của dân thường, bao gồm cả công dân Nga. Bởi vậy, một số chuyên gia lo ngại, sau Ukraine, Nga cũng có thể nhắm tới Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nằm giữa Ukraine và Romania.
Rất ít người tin Tổng thống Putin sẽ mở chiến dịch quân sự đối với một thành viên NATO, điều sẽ dẫn tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, theo Sharap, những sự cố ngoài ý muốn hoặc tính toán sai lầm như tên lửa bay lạc hay các cuộc tấn công mạng đều có thể dẫn đến đụng độ giữa Nga với một thành viên NATO gần Ukraine. Nga và Mỹ đã thiết lập đường dây liên lạc để có thể trao đổi thông tin quân sự nhanh chóng nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm hay tính toán sai liên quan đến Ukraine. Phương pháp ngăn xung đột tương tự cũng được áp dụng ở Syria, nơi các lực lượng quân sự Mỹ và Nga đều đang hiện diện. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào trạng thái báo động cao, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng Thế chiến thứ ba chỉ có thể là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng, khi phát đi những cảnh báo như vậy, Nga đã muốn gửi thông điệp răn đe tới Mỹ và châu Âu rằng đừng cân nhắc phương án thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. Những cảnh báo này chủ yếu nhắm tới phương Tây nhằm khiến họ lo sợ và bất an. Rostov Grestel, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nhận định. Trung Quốc liên lạc với Mỹ về khủng hoảng Nga-Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ giữa các nỗ lực đóng góp cho việc giảm leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Đài RT đưa tin, hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine vào ngày 5 tháng 3. Tại cuộc điện đàm, trong khi người đồng cấp của Mỹ Antony Blinken mong muốn nhiều quốc gia tham gia trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo những nỗ lực làm leo thang tình hình tại đây. Theo tuyên bố của Mỹ sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken cho biết thế giới đang theo dõi xem nước nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của họ, quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia, và thế giới cũng đang hành động thống nhất để lên án và trừng phạt hành vi gây hấn của Nga, đảm bảo Moscow sẽ phải trả giá đắt. Về phía Trung Quốc, ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, quốc gia này đã kêu gọi Nga và Ukraine nên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết khủng hoảng. Trong cuộc điện đàm với ông Blinken, Bắc Kinh vẫn giữ nguyên lập trường trên. Chúng tôi hy vọng giao tranh sớm dừng lại càng sớm càng tốt và cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ sớm được giải quyết, ông Vương cho biết. Ông Vương nói rằng Trung Quốc ủng hộ tất cả nỗ lực đóng góp cho việc giảm leo thang căng thẳng và dàn xếp chính trị, đồng thời kêu gọi Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu, EU và Nga tiến hành các cuộc đối thoại bình đẳng, đối diện với những khác biệt và vấn đề tích tụ lâu nay, đồng thời chú ý các tác động tiêu cực của việc NATO liên tiếp mở rộng về phía đông. Tuy nhiên, ông Vương nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động nào không có lợi về việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao mà thay vào đó là đổ thêm dầu vào lửa và làm leo thang tình hình tại Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng hôm 5 tháng 3 cho biết, theo các cuộc thảo luận với Ba Lan, Mỹ đang xác định những khả năng mà chúng tôi có thể cung cấp để bù đắp cho Ba Lan nếu nước này quyết định chuyển máy bay cho Ukraine. Song không nêu những chi tiết phương án bù đắp nào đang được xem xét. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, việc gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine là quyết định mang tính chủ quyền đối với bất kỳ quốc gia nào và lưu ý có rất nhiều công việc hậu cần thực hiện, bao gồm cả cánh máy bay được chuyển từ Ba Lan đến Ukraine. Hai nghị sĩ tham gia cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 5 tháng 3 cho biết, lãnh đạo Ukraine nói Ba Lan đã báo hiệu chuẩn bị gửi tiêm kích MIG, nhưng đang chờ Mỹ đồng ý. Ba Lan đang vận hành 28 tiêm kích MIG-29, nhiều nhất trong khối NATO, gồm 23 chiến đấu cơ, một chỗ ngồi và biến thể huấn luyện MIG-29UB, 2 chỗ ngồi. Đây là tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 4 được Liên Xô phát triển vào thập niên 1970 và biên chế vào năm 1982. Tiêm kích MIG-29 có tốc độ tối đa là 2.400 km/h, trần bay 18 km và tầm bay là 1.430 km. Dòng MIG-29 cơ bản được trang bị một pháo GSH-30-1 cỡ nòng 30mm, 7 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ, mang được tối đa 3,5 tấn vũ khí, gồm tên lửa đối không R-27 và R-73, cũng như nhiều loại bom và rocket. Các máy bay MIG-29 Ba Lan đã trải qua nhiều đợt nâng cấp để bảo đảm khả năng hoạt động đến năm 2025, trong khi vai trò tác chiến chủ lực hiện được giao cho phi đội 48, tiêm kích F-16 Block 52+ và tương lai là 32 chiếc F-35A. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm 5 tháng 3 ra tuyên bố qua email cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã cùng thảo luận về các khía cạnh khác nhau của tình hình ở Ukraine trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ Donbass. Nga cho biết Thủ tướng Israel đã có chuyến thăm ngắn tới Moscow, song không nêu thêm chi tiết. Còn phía Israel thì giữ kín thông tin về hoạt động này của Thủ tướng Bennett trước khi nó diễn ra, chỉ thông báo riêng với phía Mỹ về chuyến thăm. Trước đó, Thủ tướng Israel
Naftali Bennett cũng đã nhiều lần điện đàm với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang. Israel đang cố gắng tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow và Kiev để đóng vai trò trung gian hòa giải. Thủ tướng Bennett cũng chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Nga kể từ khi quân đội nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Phía Ukraine trước đó cũng đề nghị Israel đối thoại với Nga. Hiện Thủ tướng Israel vẫn tỏ ra thận trọng về cuộc xung đột Ukraine, tìm cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Kiev và Moscow. Ông Bennett cũng không cùng các lãnh đạo phương Tây và đặc biệt là đồng minh Mỹ thân cận chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong cuộc họp cùng Quốc hội Mỹ hôm 5 tháng 3, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hỗ trợ cung cấp máy bay để bảo vệ đất nước trước xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine ca ngợi việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga, nhưng mong các nhà lập pháp Mỹ phải đi xa hơn nữa bằng cách cấm nhập khẩu dầu từ Moscow. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ cho biết ông Zelensky kêu gọi khoản viện trợ quân sự, bao gồm máy bay không người lái và tên lửa phòng không. Ông cũng cho biết Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang làm việc rất chăm chỉ để thông qua gói cứu trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và NATO đã nhiều lần tuyên bố trong 24 giờ qua rằng họ sẽ không triển khai vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, bởi điều đó sẽ dẫn đến việc phương Tây phải bắn hạ máy bay Nga, đưa các thành viên NATO vào xung đột trực tiếp với Moscow. Đây là điều mà Liên minh kiên quyết né tránh. Hôm 4 tháng 3, ông Zelensky chỉ trích động thái này của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Litva vào hôm 5 tháng 3 cho biết Mỹ, Đức và Hà Lan sẽ triển khai thêm quân tới nước này trong bối cảnh tình hình chiến sự ở Ukraine ngày càng căng thẳng. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas rằng Đức sẽ triển khai lực lượng phòng không tới Litva trong khi Mỹ cử một tiểu đoàn được trang bị xe tăng. Ông cho biết binh lính Hà Lan cũng tham gia vào đợt triển khai lần này. Các lần điều động này không liên quan tới các cuộc tập trận quân sự mà Litva sẽ tổ chức vào tháng 3. Bộ trưởng Anušauskas cho hay đợt triển khai và tập trận sẽ nâng tổng số quân NATO tại Litva lên 4.000 vào cuối tháng 3, tăng 1.000 binh sĩ so với hiện nay. Litva đã yêu cầu NATO bổ sung thêm quân và thiết bị sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, vào đầu tháng 2, Đức cũng tăng cường thêm binh sĩ tới Litva trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo chiến sự ở Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới khi quân đội Nga triển khai thêm các loại vũ khí hạng nặng và tiếp tục tấn công các thành phố, thị trấn của Ukraine. Ông cũng tái khẳng định liên minh quân sự này không phải là một bên trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Chiến dịch quân sự của Nga đã tạo ra một bình thường mới đối với nền an ninh châu Âu, nơi các nguyên tắc cơ bản bị xâm phạm bởi vũ lực. Khả năng xung đột lan rộng là có thật. Chúng tôi đứng về phía người dân Ukraine và chính quyền dân cử. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng ngay các hoạt động quân sự, rút quân khỏi Ukraine và có thái độ thiện chí trong các nỗ lực ngoại giao. NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng chắc chắn cam kết của chúng tôi với điều khoản số 5 Hiệp ước Washington là sắt đá. NATO sẽ bảo vệ từng tấc đất của lãnh thổ các thành viên NATO.